Phần báo cáo của em gồm có 4 phần. Thì chúng ta đã biết thì huyết áp là một chỉ số sinh hiệu phổ biến có tính tiện dụng cao vì nó có thể dễ dàng thu thập và thể hiện được tình trạng của bệnh nhân ngay tại thời điểm khảo sát. Bên cạnh đó thì huyết áp cũng có thể đo lại được nhiều lần và thể hiện được diễn tiến của bệnh lý. Trên y văn thì cũng đã ghi nhận là huyết áp có thể dao động trong ngày bởi tác động của nhiều yếu tố khác nhau, trong đó quan trọng nhất đó là hệ giao cảm. Tuy nhiên thì mức độ dao động huyết áp trong ngày thường không vượt quá 20%. Hiện nay thì trong một số thang điểm phổ biến trên lâm sàng để tiên lượng bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng như là CRP65 hay CRP65 thì đều có sử dụng giá trị huyết áp tại thời điểm nhập viện. Tuy nhiên thì một số tác giả trên thế giới đã đặt ra giả thuyết rằng là huyết áp lúc nhập viện có thể tăng giả tạo do tình trạng cường giao cảm. Vì vậy nên là không thể phản ánh đúng tình trạng và diễn tiến của bệnh nhân. Do đó thì nhiều nghiên cứu đã được thực hiện nhằm khảo sát giá trị của động học huyết áp trong việc tiên lượng diễn tiến của nhiều bệnh khác nhau, trong đó có cả viêm phổi mắc phải cộng đồng theo nghiên cứu của nhóm tác giả người Đức gồm Benat và các cộng sự. Nhận thấy rằng đây là một vấn đề mới mẻ và chưa có nhiều nghiên cứu thực hiện tại Việt Nam, chúng tôi đặt ra câu hỏi rằng liệu động học huyết áp trong vòng 24 giờ đầu sau nhập viện có giúp tiên lượng được bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng hay không và giá trị tiên lượng là như thế nào. Từ đó chúng tôi thực hiện nghiên cứu với mục tiêu tổng quát là khảo sát giá trị tiên lượng nặng của động học huyết áp trong 24 giờ đầu sau nhập viện trên bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng với các mục tiêu cụ thể như trên. Trong nghiên cứu của chúng em thì biến số tụt huyết áp được định nghĩa là thỏa một trong 4 tiêu chí là huyết áp tâm thu nhỏ hơn 90 mm thủy ngân, hoặc là huyết áp tâm trương nhỏ hơn 60 mm thủy ngân, hoặc huyết áp trung bình nhỏ hơn 65 mm thủy ngân, hoặc là có huyết áp tâm thu giảm trên 40 mm thủy ngân so với huyết áp nền của bệnh nhân tại bất cứ thời điểm nào trong vòng 24 giờ sau nhập viện. Các thang điểm CRP65 và CRP65 hiện nay thì đều sử dụng kết cục để tiên lượng đó là tử vong trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên thì giống như trong nghiên cứu của tác giả Benat và các cộng sự thì chúng em đã sử dụng một kết cục sớm hơn, đó là cần can thiệp tích cực, định nghĩa là hỗ trợ thở máy hoặc là can thiệp vận mạch hoặc là lọc máu. Nghiên cứu của chúng em thì đối tượng nghiên cứu là gồm các bệnh nhân nhập bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1 vì với chẩn đoán là viêm phổi mắc phải cộng đồng trong thời gian từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021. Quy trình nghiên cứu gồm 6 bước như trên, với tiêu chuẩn chọn vào là các bệnh nhân người lớn trên 18 tuổi được chẩn đoán xác định là viêm phổi mắc phải cộng đồng trong thời gian từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021. Tiêu chuẩn loại ra là các bệnh nhân có hồ sơ không đầy đủ, không có hình ảnh thâm nhiễm trên X quang ngực thẳng, đã được điều trị tiến trước tối thiểu 48 giờ, có các bệnh lý suy giảm miễn dịch hoặc là sử dụng các loại thuốc làm suy giảm miễn dịch, hoặc là bệnh nhân được nhập trực tiếp vào ICU tại thời điểm nhập viện. Nghiên cứu chúng em sử dụng là nghiên cứu đoàn hệ với phương pháp thu thập dữ liệu là hồi cứu hồ sơ bệnh án cũ. Thời gian thực hiện nghiên cứu là từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1. Cỡ mẫu được tính theo công thức này với cỡ mẫu tối thiểu là 260 bệnh nhân. Chúng em sử dụng phần mềm Microsoft Excel 365 và RStudio 4.1.2 để phân tích số liệu. Đề cương đã được thông qua bởi Hội đồng Duyệt Đề cương Khoa Y và Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu của chúng em là nghiên cứu hồi cứu nên không có tác động đến sức khỏe của bệnh nhân và toàn bộ thông tin của bệnh nhân thì được bảo mật hoàn toàn. Một số kết quả trong nghiên cứu thì nghiên cứu của chúng em đã khảo sát 4.296 bệnh nhân viêm phổi, trong đó thì có 4.027 hồ sơ đã loại ra vì các lý do là bệnh nhân đã được điều trị từ tuyến trước, có các bệnh nền nặng ảnh hưởng đến tổng trạng, có tình trạng suy giảm miễn dịch, thiếu các giá trị huyết áp trong vòng 24 giờ đầu, bệnh nhân có đợt cấp của CVD hoặc cơn hen cấp, bệnh nhân được chẩn đoán xác định là viêm phổi bệnh viện. Thì từ đó nghiên cứu cho em thu nhận vào 269 hồ sơ, trong đó không có bệnh nhân nào tử vong và có 38 bệnh nhân có biến cố can thiệp tích cực. Về đặc điểm nhân chủng học thì độ tuổi trung bình trong nghiên cứu là khoảng 73,8 với tỷ lệ giới tính là sấp xỉ 1:1, tỷ lệ phần trăm về các bệnh đồng mắc và các đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng thì thể hiện trong bảng. Đây là biểu đồ hộp theo thời gian thể hiện huyết áp tâm thu của bệnh nhân trong vòng 24 giờ đầu sau nhập viện. Thì ở đây em có nhận thấy rằng đó là trung vị giá trị huyết áp tâm thu tại các thời điểm trong vòng 24 giờ đầu sau nhập viện. Nhìn chung là có xu hướng thấp hơn so với tại thời điểm nhập viện. Tuy nhiên thì do nghiên cứu của chúng em là nghiên cứu hồi cứu nên và không chưa có một cái quy trình thu thập huyết áp một cách đồng nhất cho tất cả các bệnh nhân. Vì vậy nên là cỡ mẫu còn hạn chế và tại một số thời điểm thì chỉ có một vài bệnh nhân được khảo sát. Xu hướng này thì cũng được nhận thấy ở đối với huyết áp tâm trương và huyết áp trung bình trong vòng 24 giờ đầu sau nhập viện. Trên đây là biểu đồ Kaplan-Meier thể hiện xác suất xảy ra tụt huyết áp theo thời gian.
thì kết quả cho thấy là trong ở sát xuất xảy ra tụt huyết áp ở nhóm bệnh nhân cần can thiệp tích cực đạt đến 50% vào khoảng giờ thứ hai sau nhập viện và thấp hơn 2 giờ so với nhóm còn lại. Tuy nhiên là kết quả này thì không có ý nghĩa thống kê. Tiếp theo là biểu đồ Kaplan-Meier thể hiện xác suất xảy ra can thiệp tích cực theo thời gian tích lũy theo thời gian ở hai nhóm bệnh nhân có xảy ra tụt huyết áp và không xảy ra tụt huyết áp trong vòng 24 giờ. Thì ở nhóm bệnh nhân có tụt huyết áp trong 24 giờ đầu thì xác suất cần can thiệp tích cực tăng lên đến 50% vào khoảng giờ thứ 7 sau nhập viện, trong khi ở nhóm còn lại là vào khoảng giờ thứ 14 sau nhập viện. Và sự khác biệt này thì có ý nghĩa thống kê với chỉ số B bằng 0.014. Kết quả này thì khá là tương đồng với nghiên cứu của tác giả Benat và cộng sự. Từ đó chúng ta khảo sát giá trị của tụt huyết áp trong tiên lượng can thiệp tích cực cho bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng. Thì chúng ta nhận thấy rằng là dù tụt huyết áp theo tiêu chuẩn nào thì đều có độ nhạy khá thấp, tuy nhiên là độ đặc hiệu và giá trị tiên đoán âm khá cao. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của tác giả Summer vào năm 2008. Ngoài ra chúng tôi cũng đã khảo sát các biến số khác như là biến số biên độ dao động huyết áp, được nghĩa là huyết áp lớn nhất trừ huyết áp nhỏ nhất, hoặc là phần trăm biên độ dao động huyết áp trên 20%. Tuy nhiên thì các kết quả này đều không có ý nghĩa thống kê trong việc tiên lượng can thiệp tích cực cho bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng. Từ kết quả trên thì chúng ta đã vẽ ra đường cong ROC giúp tiên lượng can thiệp tích cực cho bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng, thì cho thấy là dù là tiêu chuẩn nào của biến số tụt huyết áp thì giá trị AUC thu được cũng nằm trong khoảng từ 0.6 đến 0.7, có độ phân định tương đối thấp. Điều này cũng tương đồng với lại nghiên cứu của tác giả Chalmers vào năm 2008. Từ đó chúng tôi nhận thấy rằng là biến số tụt huyết áp khó có thể đơn độc để tiên lượng can thiệp tích cực cho bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng. Do đó thì chúng tôi đã hiệu chỉnh biến số tụt huyết áp trong 24 giờ đầu sau nhập viện cho các thang điểm vốn sử dụng giá trị huyết áp tại thời điểm nhập viện, đó là CRP65 và CRP65. Thì kết quả cho thấy là giúp sự hiệu chỉnh này giúp làm tăng giá trị AUC lên từ 0.66 đến 0.73 đối với cả hai thang điểm. Kết quả này là tương đồng với nghiên cứu của tác giả Benat và các cộng sự, với AUC của thang điểm CRP65 trong nghiên cứu của ông cũng tăng từ 0.62 lên 0.69 sau khi hiệu chỉnh. Nghiên cứu của chúng tôi còn một số điểm hạn chế. Thứ nhất là do nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập số liệu là hồi cứu nên có xảy ra sự thiếu hụt dữ liệu và sai lệch thông tin. Ngoài ra thì chưa có một hướng dẫn thời điểm ghi nhận huyết áp cụ thể cho tất cả các bệnh nhân, vì vậy nên là chưa có sự đồng nhất số liệu giữa các bệnh nhân. Ngoài ra thì nghiên cứu của chúng tôi chỉ thực hiện trong một thời gian ngắn và chỉ thực hiện tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 1 nên là cỡ mẫu vẫn còn hạn chế. Từ đó chúng tôi đưa ra những kết luận, đó là huyết áp tại các thời điểm trong 24 giờ sau nhập viện thì thường có xu hướng thấp hơn vào thời điểm nhập viện. Tụt huyết áp trong 24 giờ đầu sau nhập viện thì làm tăng khả năng xảy ra kết cục cần can thiệp tích cực trên bệnh nhân viêm phổi các cộng đồng lên đến 8 lần. Còn dao động huyết áp trên 20% trong 24 giờ đầu thì cũng tăng khả năng xảy ra kết cục nhưng mà không có ý nghĩa thống kê. Kết hợp động học huyết áp trong 24 giờ đầu sau nhập viện với các thang điểm hiện dùng như là CURB65 hoặc là CRP65 thì đều giúp cải thiện khả năng tiên đoán của hai thang điểm này, với IUC đều tăng từ 0.66 lên 0.73. Từ đó chúng tôi đưa ra kiến nghị rằng các nhà lâm sàng có thể cân nhắc sử dụng động học huyết áp trên lâm sàng để tiên lượng cho bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng. Và chúng tôi cũng khuyến cáo thúc đẩy thêm các nghiên cứu mới liên quan đến vấn đề động học huyết áp. Cuối cùng thì em xin cảm ơn module dự án học thuật của Khoa Y Đại học Y Dược TP.HCM đã hỗ trợ cho em hoàn thành được nghiên cứu này. Và cũng xin cảm ơn Hội Hô Hấp Việt Nam đã tạo điều kiện cho em được báo cáo ngày hôm nay. Em xin chân thành cảm ơn.